xin chào tất cả các bạn Xin à, chúc các bạn cùng gia đình à, luôn luôn dồi dào sức khỏe tấn tài tấn lộc tấn bình an và thành công rực rỡ và sẽ ghi một dấu ấn đặc biệt trong năm Tân Sửu năm 2021 sẽ là một năm đột phá à, và hôm nay ninh có một cái chủ đề đó là tình bạn là một chủ đề gọi là khai trí đầu xuân à, đầu xuân thì à, bây giờ vẫn là, đang là ngày Tết và chúng ta cùng nhau tập thể dục não cùng nhau để vui chơi uống rượu chúc tết nhau nhưng không quên việc nạp vào não những cái kiến thức cần thiết và đó chính là khai trí đầu xuân đầu xuân thì ninh sẽ có những nhiều rất là nhiều chủ đề trong một chuỗi uh, uh, chia sẻ những cái kiến thức mà học được uh, thì chủ đề ngày hôm nay ninh chọn là chủ đề là tình bạn và chủ đề ngày mai ngày uh, valon tung là valentine Day valentine đây thì ninh sẽ có một chủ đề về bạn tri âm tri kỷ Nhìn chung trong tuần này thì những chia sẻ rất là nhiều những cái uh, kiến thức về tình bạn. Và tình bạn thì là một thứ tình rất là đẹp đẽ, người ta thường nói là giàu vì bạn sang vì vợ. Nhưng mà mấy ai lại thấu hiểu được là à bạn thì có những bạn gì? Vì ở uh, trên đời này rất là nhiều bạn bạn uh, đồng hương, bạn đồng niên, bạn chiến đấu, bạn cùng lớp rồi uh, rất rất là nhiều lại bạn bia, bạn rượu rồi vân 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 vân. Nhưng tổng hợp lại là có rất nhiều loại bạn như vậy thì người ta vẫn chia làm bốn loại bạn khác nhau và bốn loại bạn này thì được chia như thế nào thì chúng ta cùng tham khảo cái cách nhìn nhận của nhà Phật nhà Phật có chia làm bốn loại bạn đó là bạn hoa bạn như hoa bạn thì như cân bạn như núi và bạn như đất để chia sẻ như này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu là những người bạn hiện tại của chúng ta trong danh bạ trong tâm trí của chúng ta thì họ đang thuộc vào nhóm bạn nào và để bắt đầu vào cái cách chia sẻ để chúng ta cùng nhớ lại xem chúng ta uh, có những người bạn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau để nhìn xem là uh, mình đã đang live stream này có những ai nhá nào. Uh, xem là có ai đây uh, chúng ta có những người bạn... chào uh, uh, tâm phạm này chào hà trang này đây uh, uh, chào quang minh Đấy. rồi thì bây giờ lần lượt thì ninh uh, uh, sẽ chia sẻ uh, cái uh, tình bạn thứ nhất uh, bạn đó là bạn như hoa bạn như hoa ở đây không phải là đẹp như như một cái bông hoa đâu uh, bạn như hoa là như này nếu ai đã từng nghe trong một cái một cái đoạn uh, nhạc rất là hay là hoa nở hoa tàn mà thường là cái bản nhạc này nó ở trong tây du ký cái cảnh mà tôn ngộ không mà bị oan đấy thì uh, nó có một cái đoạn này Tèn, 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 tèn. thì đấy chính là hoa nở hoa tàn hoa đã nói đến cái đẹp của hoa nhưng nó chỉ nhất thời thôi đấy thì cái bản nhạc về hoa nở hoa tàn thì cũng là một cái bản nhạc trong tứ tấu phong hoa thuyết nguyệt rất là hay mà nên cũng rất là thích khi nói đến hoa thì người ta nói đến cái đẹp nhưng người ta cũng nói đến một sự cái đẹp đó không bền vững nó chỉ sớm nở tối tàn và cái tình bạn mà hoa cũng như vậy thì trong nhà phật có thường nói tới là cái tình bạn như hoa họ chơi với nhau ấy, thì khi còn đẹp đẽ còn vinh quang thì họ chơi với nhau còn khi mà tàn lụi thì họ không chơi với nhau nữa đấy là cái điểm rất là đặc biệt trong uh, bạn như hoa bạn như hoa thì nó còn có một ý nghĩa rất đặc biệt nữa là nếu như chúng ta nhìn thấy nhau thì tôn vinh nhau ở cái thời mà hoa nở rất là đẹp nhưng thời hoa tàn thì không còn nữa và tôi vẫn còn nhớ rõ À, khi nhà Phật chia sẻ về cái người bạn như hoa, đó là cái người bạn mà khi mình còn nở tươi thắm thì họ chơi với mình, còn khi mà mình mà úa tàn héo úa đi thì họ dục thì họ vứt đi, à, làm tôi liên tưởng tới cái câu chuyện là vắt chanh thì bỏ vỏ, đúng không? ạ? đương nhiên vắt chanh xong chẳng ai để vỏ làm cái gì cả, đúng không? Vắt chanh xong thì đương nhiên là phải bỏ vỏ đi vì không còn tác dụng. Nhưng mà những cái người bạn như vậy, thì những người bạn như vậy thì gọi là rất là thực dụng ạ và vậy trong cuộc sống này thì chúng ta cũng có rất nhiều những người bạn, đầy dẫy những cái người bạn như vậy. Và vậy thì hãy sống với mọi người, đừng sống như một uh, như ứng xử với những bông hoa là lúc đẹp thì chúng ta gần gũi nâng niu, còn lúc khi hoa tàn thì chúng ta lại quay mặt. Và đó chính là cái người bạn xấu thứ nhất ở uh, trong bốn cái người bạn. Đấy là gọi là, uh, là 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 của của nhà Phật đấy. Chia sẻ thì chúng ta hiểu được người bạn thứ nhất là người bạn như hoa. Người bạn thứ hai là người bạn như cân nghe thì như cân ấy, thì chúng ta đã thấy được một cái nghĩa đen của nó rồi ạ cân đấy chính là gì ạ? phải cân lên xem là chơi với người này có cái lợi ích gì chơi với ông quan chức này thì có cái lợi ích gì về mặt quan hệ về 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 công việc à, chơi với cái người xã hội này thì có cái lợi gì vân 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 và chơi với cái người abc này thì có được cái lợi ích gì họ cân lên ấy, họ cân lên để xem cái lợi ích đấy nó thực sự là có tuyệt vời hay không thì cái người bạn này cũng sống như cái người bạn hoa nhưng mà những cái người này họ thực dụng hơn rất là nhiều và điều đặc biệt ấy để khi mà nhìn thấy người bạn cân và cái người bạn hoa này thì đặc biệt là những người làm quan chức hoặc đang có chức có quyền khi mà uh, hết chức hết quyền thì họ khi họ trở về với cuộc sống bình thường và đến cái tết của cái cái tết này chẳng hạn khi họ hết chức quyết quyền rồi thì họ không nhìn thấy mặt của những người bạn hoa bạn cân đâu nữa bởi vì những người kia người ta nhìn thấy à ông này ông hết thời hết thế rồi người này là người không còn à, phải là bông hoa dạng dỡ nữa những cánh hoa đang tả tơi rụng xuống họ cân lên thấy rằng bây giờ cái ông à, ông cái chức to kia đã có một người khác thay thế rồi bởi vậy họ cân lên là à chơi với người này không còn giá trị để lợi dụng nữa thì hai cái người bạn rất xấu đó là bạn cân và bạn hoa đều không có thể chơi được. Thế tiếp theo đến một cái bạn thứ ba là cái bạn người ta gọi là bạn núi. Trên đỉnh núi thì có rất là nhiều vàng luôn luôn lung linh tỏa sáng, giống như ánh hào quang. Khi chơi với nhau ấy, thì người ta giúp nhau để đưa nhau lên đỉnh cao, để giúp cho nhau để tỏa hào quang. Đó thì đấy chính là cái bạn mà chúng ta vẫn nghe tới cái tích chuyện của Lưu Bình Dương Lễ đấy ạ. Đấy là một cái tích uh, chuyện về đặc biệt về cái điển hình về cái tình bạn như núi. Núi đây không chỉ là cao mà họ chơi với nhau, họ còn giúp nhau được ạ, giúp nhau được một cái một cái cái sự phát triển uh, của bản thân của gia đình, giúp nhau để tôn vinh nhau, để giúp cho nhau tỏa sáng. Và cái tình bạn này với là tình bạn thực sự là trong trắng tinh khiết và đáng để đề cao và trân trọng. À uh, và cũng bây giờ nhìn ở trên đây thì nhìn thấy có anh chào anh Vũ Công Đức à uh, à uh, chào Phương Đỗ, uh, chào Phạm Xuân Hưng. À uh, chúng rồi. À uh, Chúc tất cả những anh chị à, có một năm tân sửu mà không phải làm vất vả như châu nhưng mà vẫn được hưởng an nhàn đúng không? <laughs> à, à, tiếp tục à, Đinh, à, xin chia sẻ đến cái người bạn thứ tư đó là người bạn đất. Nếu như núi thì người ta nói đến cao, đất thì người ta nói đến thấp. Nhưng người ta đất thì người ta liên tưởng đến sự lành của đất và người bạn ở đất. Đất chính là gì ạ? Vạn vật rơi cuối cùng điểm rơi cuối cùng cũng rơi xuống đất và luôn tìm đến sự bình an ở đó là đất, bạn ở đất ở làm những người bạn mà luôn luôn có nhau trong những lúc hoạn nạn, có nhau trong những tình huống khó khăn nhất và cái nơi cuối cùng để trở về để tâm sự để chia sẻ thì cũng chính là đất. bởi vậy, bạn có được những người bạn như đất như núi là những người bạn tuyệt vời. nếu các bạn không cần uh, có nhiều bạn, uh, ninh vẫn hay thường nói vui với mọi người là như này, uh, thà có ít người bạn mà yêu bạn nhiều còn hơn có nhiều người bạn mà yêu bạn ít điều đó chỉ thấy là nó nói về chất lượng của tình bạn chúng ta có thể trên số điện thoại chúng ta có hàng nghìn số điện thoại và có rất là nhiều những bạn nhưng mà trong đó bạn bè rất là đông nhưng chắc chúng ta lọc ra thì bạn thì có ít bè thì có nhiều nhưng bạn ấy thì có rất là nhiều những cái bạn rượu bạn nhậu bạn đồng niên bạn cùng lớp bạn chiến đấu rồi bạn vân vân bạn nghe nhạc vân vân và vân vân rất nhiều bạn nhưng để có những bạn như núi có những bạn như đất luôn luôn để cho chúng ta được một cái sự vững chắc để vươn lên luôn luôn chia sẻ giúp đỡ cho chúng ta được bình an vô sự luôn lắng nghe để chia sẻ những khoảnh khắc mà chúng ta cần phải vượt qua luôn bên cạnh chúng ta để chúng ta giống như một hành trình leo núi và khi chúng ta lên trên đỉnh núi thì ánh sáng của hào quang của sự vinh quang sẽ mang lại cho cả hai và điều đó mới là điều tuyệt vời bởi vậy qua cái chủ đề có bốn loại bạn chúng ta có thể ngày hôm nay bước sang năm 2021 rồi năm tân sửu rồi chúng ta sẽ ngồi tĩnh lặng lại để dành cho một phút nhìn lại mình xem những thời gian qua những người bạn nào là hoa những người bạn nào là cân những người bạn nào là núi và những người bạn nào là đất để chúng ta có cách ứng xử và hành xử đúng với tất cả những gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta có thể chọn lọc để chúng ta có được mối quan hệ về tình bạn chất lượng. Điều đó là vô cùng quan trọng. Và đặc biệt, chúng ta hãy cố gắng thắp sáng trái tim yêu thương để trở thành những người bạn, trở thành những người bạn tốt của những người bạn, trở thành những cái ngọn núi để tỏa ánh hào quang giúp đỡ cho các bạn và trở thành mặt đất bền vững, trường tồn để luôn 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 nâng đỡ che chở cho những người bạn đi cùng chúng ta trên chặng đường của cuộc đời trên chặng đường của kinh doanh hay bất kỳ ở đâu luôn rất cần những người bạn như núi luôn cũng rất cần những người bạn như đất và chúng ta cùng ở nhau để xây dựng một mối quan hệ tình bạn đẹp đẽ và bền vững để cùng nhau đi đến thành công và cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe chủ đề chia sẻ khai trí đầu xuân của Ninh Uh, và ngày mai ngày kia uh, ninh đã chuẩn bị khoảng uh, uh, gần 600 chủ đề khác nhau và chia sẻ vào các buổi tối buổi sáng uh, thì ngày mai là ngày uh, valon tung là valentine đây là ngày mà uh, rất đặc biệt để dành cho một nửa của mình uh, thì ninh có uh, một chủ đề mà được rất nhiều người hỏi đó là chủ đề về bạn tri âm và tri kỷ thì uh, rất nhiều người cũng uh, nghe thấy nói là à vợ chồng nhà đấy lấy nhau là chi âm chi kỷ hay là đôi bạn đấy là chi âm chi kỷ thì thực sự rất ít người có thể cắt nghĩa và hiểu được thế nào là chi âm thế nào là chi kỷ và để biết rằng vợ chồng nhà các bạn à, có thực sự là chi âm chi kỷ hay không và để kiếm được một người chi âm hay là một người chi kỷ ở trên cuộc đời này có dễ hay không thì ngày mai anh sẽ chia sẻ tiếp một chủ đề thứ hai bạn chi âm bạn chi kỷ và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý uh, theo dõi kênh của ninh thương hiệu uh, chúc các bạn uh, một uh, buổi tối uh, tốt lành và một uh, giấc ngủ thật uh, tuyệt vời để ngày mai chúng ta lại cùng nhau uh, lên đường chúc tết gửi những lời tốt đẹp tới những người thân yêu và những người bạn bè của mình để củng cố làm dày thêm cái tài khoản về tình cảm của các bạn trong cuộc sống hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.